Nguyễn Hiếu cùng với Sòn xin kính chào tất cả quý ông bà cô chú anh chị mình đang xem video này cũng như đang xem trực tiếp trên cái YouTube này. Kính thưa quý vị thân mến, thì ngày hôm nay Út Sòn cùng với Hiếu đi thăm một cái hoàn cảnh mà phải nói là rất đặc biệt cả nhà. Năm đứa trẻ hai Sòn. Dạ. Năm đứa trẻ bây giờ phụ thuộc hết vào một người mẹ, mà người mẹ này ở cả nhà thì nghe đâu nói là cũng rất là tội nghiệp, cũng không có được lanh lợi như người ta cả nhà. Đi bán vé số hàng ngày, nuôi 5 đứa nhỏ mà bán buôn á, nó không có được thuận lợi rồi bị nhốt vốn rất là nhiều, và hàng ngày bán số nó ôm rất là nhiều quá nhà, rồi con cái á, trong cuộc sống nó không có được như mọi người, nhầm đứa phải nghỉ học nữa cả nhà. Thì thôi, cái chuyện này thì Hiếu sẽ để lại cho bé Sòn kể lại cho mọi người nghe từ từ ha cả nhà, rồi mình cũng sẽ đi vô trong đó luôn. Đi Sòn ha. Dạ. Sao Sòn? Dạ, em xin chào cả nhà. Em thì nói chung em không có bà con ruột thịt gì hết với gia đình của bà hai, mà tại vì em thấy hoàn cảnh bà hai rất là khó khăn. Con của bà hai là tên là Xuân, chị Xuân. Chị đi bán vé số, nhưng mà nói chung là tới chỉ sanh tới 5 người con đã, mà hoàn cảnh rất là khó khăn. Rồi bây giờ bà hai mất thì khoảng 2-3 tháng gì đó, thì chỉ đi bán số ngày là cũng bị ế hết trơn á. Nói chung là nếu như bán mà gọi là không như là thầu giao cho mình bao nhiêu á, mà giống như là mà em nói không, tại sao mà em không nói là lấy ít lại mà sao lấy nhiều chi à? Tại vì em có hỏi thì chỉ nói là nếu như là mình lấy ít lại thì Tết người ta không có cho mình lấy số bán Tết á. Tức là mình có thể lấy chỗ khác không hay là như thế nào không? Tại vì chị không có vốn, tại vì chị lấy thì người ta cho mình lấy triệu, thí dụ lấy triệu hả? Lấy thí dụ một ngày 1,5 triệu thì chỉ có 500, chỉ là 500. Vậy là hiện tại là không có vốn luôn. Mà phải nuôi thêm 5 người con nữa. Người con rất là nhỏ. Người con mà lớn nhất là bao nhiêu tuổi Sòn? Em cũng không rành, thì người con lớn là con trai mà cũng mười mấy tuổi rồi đó. Hiện tại cũng chắc bé cũng có trong nhà, tại vì bà ngoại mất rồi thì bé ở trong nhà trong mấy em đó. Cái câu chuyện mà người ngoại nuôi mấy đứa bé này là một cái câu chuyện mà phải nói là ly kỳ luôn cả nhà. Để có dịp thì chắc chút xíu nữa anh nhờ em vô anh kể cho anh nghe một câu chuyện của bà ngoại ha. Em kể em sẽ khóc. Thì không, cứ nói đi, cứ nói cho khán giả người ta biết ha. Thôi bây giờ mà trước mắt là mình vô trong này trước đi. Vô trong này thăm mấy đứa nhỏ trước đi. Ủa sao phải chặn cái cửa này lại hả? Tại sợ mấy bé chạy ra xe hành xe. Con mở cửa cho chú vô chứ. Dao, nhớ không? Con chạy chú kéo chú lên. Dạ. Bà ngoại lên. Đẹp trai quá này cả nhà. Cái này là anh hai nè. Anh này là Út đây không? Út đây hả? Út đó là con sao của chị. Con sao của chị. Chị nói chung chị không có được như người ta lên lợi anh nên rồi thì gan đứa nữa, rồi 5 đứa nè. Nè Út mua bánh nè. Đây là Út mua bánh và sữa kế đây hả? Kế đây. Cái này là bé, này là bé cuối, là người chồng thứ nhất. Bé cuối đời chồng thứ nhất. Rồi này bé nhỏ nhỏ. Bé nhỏ này là chồng thứ hai. Em thường lấy tông đơm lên hớt tóc cho bé, mà đâu có tiền đâu đi tiệm anh rồi nên rồi em cho, thì bà hai nói thôi đi hớt đẩy được rồi. Thôi con chị để đây đi, chị để đây cho mấy đứa nhỏ đi. Nè. Bánh thì Út mua cho đó. Cái này là cái này là tiền của chị Sòn hết đó cả nhà. Hiếu đi qua, Hiếu không có chuẩn bị được cái gì hết trơn cả nhà. Thì chị Sòn rất là tốt. Chị Sòn giúp rất là nhiều. Cho cái hoàn cảnh này cả nhà. Thì khi mà nghe chị Sòn kể lại mình thấy rất là thương cả nhà. Và Hiếu cũng có dự định là sẽ giúp đỡ chị, có một cái điều kiện nào đó để cho chị nuôi mấy đứa bé này tới 5 đứa lận. Nhưng mà ở đâu hết rồi? Em đâu, em đi học em hả cô? Con đâu? Cô là hàng xóm hay sao? Xóm em con xóm này hả? Cô thấy cuộc sống của đứa nhỏ sao cô? Nói lớn con nghe coi, còn có nghe rõ nè. Học chuyên hả? Nghiệp. Dạ. Ba mẹ rồi, còn em trai con nữa. Em trai con nữa. Mẹ nó đi bán vé số rồi. Hiểu hả? Còn 5 đứa con nhỏ. Đó thằng này thằng lớn nè. Lớn ha, lớn nhất ha. Lớn nhất đó. Là năm nay nó nhiêu tuổi rồi con? Nay con mười mấy tuổi tụ. 18. 18 hả? 18 mà có bé lớn. Ở dưới đó là 2 năm phạt. Còn 2 đứa nhỏ xíu. Dạ. Mỗi con lên đây rồi, còn 2 đứa kia dắt đi học không biết về chưa à? Nhỏ gái với thằng trai thứ ba. Dạ. Em cũng tội nghiệp lắm, có mấy chú giúp đỡ giùm cho nó tội nghiệp. Dạ.
giờ bà ngoại nó mất rồi đó, ông ngoại với bà ngoại nó mất rồi giờ. Vô đây nói chuyện với con xíu. Hả? Thì gắn cho cô. Tôi là bà Cóc. Là bà Cóc ha. Ôi, đây là bà Cóc của hai đứa nhỏ, còn bà ngoại thì mới mất. Và còn người mẹ nữa thì mẹ đi bán số mới về, chưa về. Rồi em kể tiếp tục cho anh nghe đi. Em kể tiếp tục cho anh nghe cái câu chuyện mà của bà ngoại mấy đứa nhỏ này. Dạ, rồi xong rồi chị em mới kêu đi khám rồi chị em mới cho tiền. Rồi xong chị em mới mỗi lần ở gia đình bà Hai này nè. Thì bà Hai thừa biết em tốt gia đình này như thế nào, rồi mỗi lần có vấn đề gì á là điện qua cho em. Rồi cái chị B nói rồi bà Hai thì em mới nói thôi kêu bà Hai đi khám bệnh đi. Rồi chị em mới đảo lên quận nữa kêu bà Hai khám bệnh, bà nói không có tiền, bà nói là bà nhờ giả bên em nhiều quá, em giúp đỡ nhiều quá nên giống như là cái tâm ý là không muốn nữa, giống như là em cuộc sống em như là không phải giàu có anh. Rồi nói là không có muốn nhờ giả giúp đỡ nữa, rồi nên bà chịu đó, rồi chịu rồi xong khoảng được bao lâu đâu, được bao lâu đâu, rồi xong rồi ngã xuống rồi dậy đó. Rồi ngã xuống rồi nghe cháu này chạy lên nó kêu mẹ nó hay là đứa nào á em nghe kể là thôi. Rồi mẹ chạy xuống rồi xong bà Hai bà nói không có tiền sao đi bệnh viện, bà nói là bà không có tiền là không đi, là bà xỉu luôn, đưa cấp cứu ra ngoài đó. Rồi em tính là hôm bữa đó nhập viện rồi ngay bữa thứ bảy chủ nhật nữa. Rồi xong rồi em mới nói với chị em, chị ruột em á, chị mới điện qua là nói bà Hai bà nhập viện, rồi em kêu thứ hai á ra ngoài đóng tiền viện phí, đóng viện phí giúp đỡ này kia, chưa kịp đóng nữa là chủ nhật tối trở về chết. Cái nhà khi mà hồi sáng nay á cả nhà, mình có nghe Soàn nói lại với mình á cả nhà, là nếu như mà cái ngày hôm đó mà có liên hệ được với mình và lại những anh em làm hỗ trợ YouTube á thì kịp thời thì bà Hai nó sẽ không có mất cả nhà. Bữa đó anh Phước bà Hai tức là có liên hệ với một số kênh nhưng mà không được cả nhà. Và khi mà họ mà chịu nghe máy bắt máy á là lúc đó là cô đã mất rồi cả nhà. Mà khi mà mình nghe được một cái tin này thì mình thực sự là rất là xót. Một người phụ nữ rất là đức độ cả nhà, lẽ ra nếu như mà đứng ra mà nhờ giả thì bà sẽ sống, nhưng mà bà không có nhờ giả cả nhà. Nên khi lúc đó mà mọi người biết tin bà mà nhập viện rồi mà chuẩn bị tiền cho bà không kịp, tại vì người ta không có biết được, tại vì ở xa, bé Sòn này ở xa này cả nhà. Nếu như mà cái ngày đó mà có thể hỗ trợ bà được thì bà vẫn sống mà nuôi được mấy đứa cháu này. Thì bây giờ là trước mắt quý vị đây là bé này có phải là ấy luôn không? Không, bé này ở sớm. À, bé này ở sớm nha. Bé này với hai. Tổng cộng là năm đứa. Còn bé sau lưng nữa kìa. Dạ, năm đứa, đây là hai cậu nhóc và cháu này 18 tuổi. Em bây giờ em làm gì rồi? Giờ tình hình học sửa xe. Đang học sửa xe ha. À. Còn hai bé nữa ở nhà đi học cả nhà. Hai đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi cô hả? Em con Hằng nhiêu tuổi mà tụi con với nhiêu tuổi thằng Hợp? Thằng Hợp 16, còn Hằng 15 rồi. Còn hai đứa 15, 16 tuổi nữa cả nhà. Rồi hai bé này đi học chưa Son? Bé này đi học rồi, bé này chưa anh. Chưa hả? Dạ. Nói chung là cũng không có nhanh nhẹn ấy, học vô bị ăn hiếp rồi bị đánh hoài à. Cháu em học ở dưới trường dưới là bảo nhìn, vệ. Nhìn không? Nó hiền ha, nhìn nó hiền ha cả nhà. Hiền á. Tức là cái gia đình của mình bây giờ cả nhà là còn một bà cố ha, và năm đứa trẻ, rồi thêm một người mẹ đi bán vé số. Thì mẹ bán vé số là nuôi hết mấy đứa nhỏ luôn hả cô ha? Giờ đâu có làm gì đâu, mẹ bán vé số nuôi năm đứa con. Kính thưa cả nhà thân mến, thì có lẽ là Hiếu sẽ về sẽ gặp mẹ của bé nữa và hỏi thăm là cái công việc của chị như nào, và có thể mình có thể giúp được cái gì không cả nhà. Thì Hiếu thấy ở đây cũng có một cái đường lộ, gần cái nhà mình cũng gần đường lộ nè, để Hiếu sẽ tìm cái cách nào để hỗ trợ cho mẹ bé có thể nuôi con được ở nhà này cả nhà, không cần phải đi lại giữ thằng nhóc này nữa. Tại vì đây gần đường lộ á, mà sợ bé đi ra mà tới lui hoài là cũng sát lộ cũng xe cộ không cả nhà.
Mà năm đứa trẻ vậy ha? Dạ. Dạ. Bà hai hồi đó cũng nói là nhà lưỡng mạnh thường quân cũng giúp đỡ cho người anh hát rồi. Bữa hổm chỉ nói là cây đó hư hết rồi, không biết sập giờ nào á. Ừ. Vừa nhà ở dưới cũng đâu có ấy gì đâu. Ở trong này chỉ được có một chỗ ngủ à. Ừ. Rồi ở trên này là vẫn còn cây ha? Sao? Dạ. Trên đó em không ngành. Cái cây này làm mối ăn đây, còn cái này cây lập thiết á. Ừ. Chú, cây lập thiết mà ở dưới đám đông à. Lâu quá nó cũ vậy. Còn cây lập thiết ở trên cả nhà, còn thấy cái tường này dưới thì nó chỉ là cái ở dưới này thôi. Ừ. Còn trên kia bé này đi học sửa xe cũng đâu có tiền đâu, đi học như thầy học dạng thiết công anh. Ừ. Anh dạy cho em thì em làm cho anh công rồi hàng ngày rồi. Ừ. Vậy đó, chứ không có tiền cũng khổ thiết công. Ừ. Còn hai đứa này anh thấy ba đứa thì nó nhanh lẹ, còn thấy này em thấy ra đi cho tao quay hai đứa này, nó không có được thông minh đó, đi học bị quánh hoài luôn đó. Ừ. Đây là đứa lớn nhất trong nhà này cả nhà. Em tên gì? Dạ em tên Trương Hữu Tụ. Trương Hữu Tụ à? Trương Hữu Tụ. Dạ. À Hữu Tụ. Dạ. Hữu Tụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 18. 18 tuổi hả? Em là lớn nhất trong nhà, bây giờ hiện tại em đang làm gì, em có thể giúp được mấy đứa nhỏ không? Dạ tình hình là em đang học sửa xe. Học sửa xe. Không, học thi công không có tiền. Ừ, học thi công không lấy tiền. Dạ. Em học bao lâu rồi Tụ? Dạ em học ở đây gần 1 năm rồi ạ. Gần 1 năm hả? Dạ. À. Nếu em học vậy là bao lâu em mới ra nghề? Dạ chỉ cần 3-4 tháng gì nữa là em ra nghề. 3-4 tháng ra nghề hả? Dạ. Bây giờ nếu mà em ra nghề vậy thì em định làm ở đâu? Hay là em mở quán hay mở tiệm? Dạ làm ra thì không có tiền rồi, em sẽ lên thành phố tìm một cái tiệm nào đó xin vô làm rồi tích vốn từ từ rồi mở tiệm. Bây giờ nếu mà em đi thành phố rồi mấy đứa em nhà rồi ai coi? Thì lúc đó chắc em sẽ nhờ mấy đứa nhỏ, nhưng đứa con gái hàng lớn giữ chuyên. Em tại sao em không có tìm một cái chỗ sửa xe ở gần đây rồi mình vô đó mình làm phụ người ta? Dạ đa số ở đây lính quá nhiều, người ta cũng biết quá nhiều nên ở đây xe cũng đường lộ ít, người ta chạy qua chạy lại. Thành phố thì làm nhiều hơn, tại lúc trước em có làm ở trên Cần Đăng, người ta chạy qua chạy lại nhiều lắm. Ừ. Dạ. Ở gần đây người ta mở tiệm sửa xe nhiều không? Dạ rất là nhiều. Rất là nhiều hả? Dạ, nếu chạy cách 1-2 cây là gặp rồi, cho người ta cạnh tranh nhiều. À. Dạ. Vậy em cho anh hỏi coi cái chi phí mà em muốn mở một cái tiệm đó khoảng bao nhiêu tiền? Em biết không? Nếu mà em nghe thầy nói nhỏ thì ta 70 mấy triệu, còn lớn có hơn gì nữa. Dữ. Là 70 mấy triệu là nhỏ. Dạ. Còn lớn hơn thì khoảng 100 mấy. Dạ. À. Cái số tiền này cũng rất là lớn cả nhà. Rồi bây giờ là tóc không nữa, nên... em nghỉ học, em học cái này gần 1 năm rồi, cũng gần ra nghề rồi. Dạ. Thì em có xin mẹ chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Là chưa, mình chưa có bày tỏ ý kiến với mẹ ha? Dạ vâng. Dạ thì cuộc sống của chị thì hàng ngày chị đi bán vé số anh. Ừ. Thì bán người ta thường bán tới chiều chỗ số thì người ta về, mà chị thì chị chỗ số xong chị đợi lấy số rồi chị bán buổi tối nữa. Ừ. 10 giờ 11, 12 giờ khuya về cũng có. Trời ơi, bán số 11, 12 giờ khuya luôn tại hả? Tại vì anh lấy buổi chiều xong rồi sổ số xong lấy chiều á, rồi anh mới đi bán. Anh mới đi bán được buổi tối cái nữa. Rồi hình như lúc trước mẹ con khuya đi bán đúng không? Dạ. Dạ. Bây giờ còn không? Còn khuya mấy giờ? Nấu cơm xong rồi đi. Ừ. Ăn cơm là lúc nó đi về rồi, lo cho mấy đứa nhỏ là cơm nước xong hết rồi là mẹ đi bán nữa. Dạ không, buổi sáng. Buổi sáng như là khuya dậy rồi nấu cơm sáng để mấy đứa này ăn nè. Rồi đi bán. Rồi đi bán. Cực lắm anh ơi. Lúc sanh mấy đứa bé này em còn lúc mà ở dưới khu dân cư đó. Lúc mà ông ngoại mấy đứa này còn sống là đánh hoài đó, chạy xuống khu dân cư thuê nhà dưới ở mấy đứa nhỏ xíu, em lại tới nuôi hoài à. Rồi xong rồi nói chung là em không biết nói thì sao, nói chung là khổ lắm. Khổ ơi là khổ. Em thì đâu có bà con quần thịt gì đâu anh, thì thấy mình thương, nói chung là mình có tấm lòng thì mình gặp gì mình thương nè. Chứ không phải đợi bà con quần thịt mình mới giúp. Tức là anh có nghe nói là mẹ của đứa bé này nè,
là ở với người chồng thứ nhất là được 4 đứa. Dạ. Là 4 đứa nào đâu? Dạ, này với thằng còn một bé nữa đi học hay dạ, chưa về ha. Dạ, đúng rồi. À, tức là 4 đứa. Rồi sau này là sao, tại sao không ở nữa? Thì nói chung là em chỉ nghe bà hai nói giống như là không có lo làm rồi, chứ mà mới cắn bầu mấy đứa này biết cái xong cái bỏ đi xong cái sanh ra rồi giống như là chuyện vợ chồng dậy được cái quay về cái ở cắn bầu cái đi nữa xong 4 đứa rồi xong rồi làm như là tới khi mà sanh 4 đứa xong rồi không còn duyên nợ hay sao em cũng không biết. Tức là khi mà ở xong rồi có bầu đi rồi khi mà sanh xong ổn định rồi về ở lại nữa rồi thêm có bầu nữa là mấy đứa này liên tục như vậy. Dạ. Rồi một mình không nghĩ là cái chuyện này nó xảy ra luôn cả nhà, một người phụ nữ phải chịu đựng như vậy. Rồi sanh 4 đứa này xong thì mới ưng một người chồng mới nữa. À, chỉ đi bán số à, đi bán số cũng bị người ta dụ chứ không phải là ưng đâu anh. À, bị dụ. Tại vì sợ lắm, chị nói chị thường tâm sự em, chị nói chị sợ lắm. Em có biết câu chuyện đó không? Chị thường tâm sự, nói chung là câu chuyện của người ta thì người ta cũng không có tâm sự nhiều với em cũng không hỏi thì em chỉ nghe nói là bà hai lúc trước còn sống á, bà hai chỉ nói thì có bầu vậy đó, rồi xong rồi sanh vậy đi vậy, em chỉ biết vậy thôi. Xong rồi đi bán số rồi gặp ba của bé này sao nè, rồi cũng ở rồi vậy đó. Ở có bầu rồi cũng xong rồi cũng giúp đổ bỏ đi nữa xe vậy á. Tức là Hiếu có nghe nói ở cả nhà là chị nó cũng không cũng được lanh lợi như người ta, nên thành thử ra là bị đàn ông là dụ xong rồi có bầu có mang rồi cũng bỏ cả nhà. Mà 5 đứa như vậy, khi mà Hiếu nghe Soàn kể lại thì mình thấy cuộc đời sao nó bạc bẽo quá cả nhà. Thương người ta không thương thì thôi, mà thương người ta anh chi rồi có được mấy bé rồi bỏ anh ta hết trơn luôn, rồi giờ một mình mẹ phải nuôi 5 đứa con như vậy, rồi cơm áo gạo tiền cả nhà, đi bán mấy số từ hồi lúc mà mặt trời chưa mọc mà về tới đây là 11, 12 giờ luôn không sao? Chị nói có lúc 10 giờ có, có lúc 10 giờ, 11, 12 giờ có. Nếu đường xa mình chạy xe mình chạy về muộn. Người nói chung là lúc chị sanh đó thì có ngoại mấy đứa này nuôi mà giặt đâu có mặt tả như người ta đâu anh, đâu có được như mà trọn vẹn như những em bé khác đâu anh. Tả đồ này kia đâu có, chỉ đái xong gì là đè xong rồi xong người lấy đi quần đi giặt rồi phơi ngoài trước á, để trước phơi giặt đến nỗi mà muốn tay nè thúi hết trơn luôn, thúi không có tiền mua thuốc sức á bà ngoại mấy đứa này nè. Là bà ngoại mất rồi ha. Rồi ăn không dám ăn mà không dám dành cho mấy đứa cháu hết, mua thịt mua thà rồi này kia là giờ cho mấy đứa cháu ăn không à, bả không có ăn gì, nói chung là dành cho cháu mình hết á. Đến ngày mắc luôn cũng vậy, đến ngày mắc luôn mà sợ không có tiền á. Tức là bà ngoại của mấy đứa nhỏ này nè cả nhà, thì bà mất rồi, bà mất cách đây cũng mấy tháng rồi em ha. Dạ, hồi nãy cô nói là cũng gần cả trăm ngàn. Tức là khi mà bà còn sống á, bà lo hết cho mấy đứa nhỏ này rồi, cuộc sống mà thiếu thốn mà đâu có tả đâu cả nhà, thì mặc rồi dơ bao nhiêu thì cứ bà cứ tháo qua đem giặt, bao nhiêu thì em cứ đem giặt, mà giặt riết rồi tay chân bà là rớm máu hết trơn kia nè. Khi mà Hiếu đăng cái nội dung này lên, anh cũng sẽ cố gắng tìm cách nào đó để cho mẹ bé có một cái cơ sở để có thể mà nuôi được mấy đứa trẻ này, và cũng sẽ cho nó học hành tới nơi tới chốn. Chứ nếu như mà mình không giúp những hoàn cảnh như vậy cả nhà, thì sau này bé nó không được học hành, rồi nó ra đường đời xã hội nó thu xúc người ta, rồi đôi khi nó không có được tốt cho xã hội. Bởi vậy chính khi mà lập một cái kênh như vậy thì rất mong cả nhà mình giúp đỡ những hoàn cảnh mà như vậy. Con năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi hả? Con tên gì? Dạ, Ngọc Hân. Ngọc Hân hả? Con tên gì? Còn. Con tên Còn hả? Hả? Nó không nói. Con tên Toàn nó bị ngọc. Con tên Toàn. Con tên gì? Con tên Toàn, nói đi con. Anh Nam. Con Toàn. Toàn bao nhiêu tuổi rồi? Con nhiêu tuổi? 9. 9 hả? 9 tuổi. À, bị ngọc. Còn con tên gì? Con tên gì nói chú nghe rồi. Cũng bị đớt ngọc. Đớt lưỡi hả? Đớt hả? Con bao nhiêu tuổi? Em không biết. Em bao nhiêu tuổi? Năm tuổi hả?
Mấy con có tập sách đi học không? Dạ, ta từ thiện. Từ thiện ta cho không hả? Rồi dù ta không cho rồi sao? Cho thì lấy dành tiền mua. Lấy dành tiền mua hả? Mấy em con có sách vở đi học không? Dạ, có từ thiện. Ừ. Rồi chú thấy đâu có thấy chỗ nào mà tụi con ngồi học được đâu. Con ngồi ở đâu? Ngồi ở đây hay gì? Ngồi đây hả? Ừ. Thôi không ngồi đó thì nằm dài ở đây. Nằm dài mà đứa nào để nằm? Ừ. Lúc trước ngoại còn sống tóc tai đâu cũng không có tiền đâu hết. Em mua tông đơ lên em đẩy, em đẩy chọc hết. Rồi nè, đẩy chọc tới giờ là mới ra đúng không? Con chưa hết luôn đúng không? Em đẩy chọc không lên, chắc em đẩy chọc. Có bánh trái gì á đem lên cho mấy đứa mừng lắm. Cô bé Sòn này là không có là dòng họ, không là gì hết cả nhà. Chỉ là một người ở xóm mà cũng hơi xa thôi, cũng đi cũng mấy cây á. Thì thấy cái hoàn cảnh như vậy thì Sòn cũng hay cho tiền nè. Rồi tóc tai mấy đứa này thì cũng lấy tông đơ tự hớt chứ không hớt ngoài cả nhà. Rồi thì bây giờ nè, kính thưa cả nhà thân mến, khi mà đăng tải nội dung này lên, rất mong cả nhà mình chia sẻ một chút tấm lòng để mấy trẻ được, mấy đứa bé này nè, nó được đi học cả nhà. Thì thôi, anh có một ít tiền anh gửi cho mấy đứa ha, để mà mấy đứa mua cái này mua cái kia cho mấy đứa em ăn trước đi ha. Rồi anh Hiếu từ từ anh Hiếu sẽ tìm cách để mà giúp mấy đứa cho có một cái cuộc sống tốt, cái điều kiện đi học tốt ha. Rồi con lớn phải không? Chú cho mấy đứa là mỗi đứa 100 là 500.000. Con mua bánh trái gì đó hay là cái gì đó cho mấy đứa em ăn trước đi ha. Mình thấy thương lắm cả nhà, tại vì bây giờ mẹ đi làm cả ngày đó. Rồi ở nhà chú Hiếu hỏi coi là ở nhà là ai nấu cơm cho mấy đứa nhỏ ăn? Dạ, bé này hả? Giỏi chứ chàng. Hôm nay 14 tuổi mà lo cho hết cho em đúng không hả? Rồi em tự ăn được chưa? Hay là mắc phải đút? Tự ăn được rồi ha. Từ lúc mà ngoại còn sống thì ngoại đút. Ngoại sống thì đút. Đút cho tội nghiệp lắm. Lúc ngoại nó mắc cái em lên hỏi á. Em hỏi chứ ngoại đi đâu rồi? Cái nó nói đó, ngoại đi chơi, cái chỉ với bàn thờ. Chỉ lên bàn thờ nó ngoại đi chơi rồi hả? Làm sao mà biết được cái sự mà ra đi bằng ngoại của ngoại? Giờ nó đâu có biết gì đâu. Nó mới cho nó nói ngoại đi chừng nào về mẹ, hỏi mẹ nào mày. Lúc mà đang chôn là hỏi hả? Đang không ngoại đi chừng nào về mẹ hả? Tại vì bà ngoại nuôi từ nhỏ không? Nuôi từ còn rất là nhỏ. Năm đứa là ngoại nuôi hết luôn hả? Bà ngoại nuôi xong rồi mẹ nó đi làm. Không làm thì nó hàng ngày đâu mà nuôi sống nè. Bây giờ thì làm gì biết bà ngoại mất? Dạ. Biết làm gì biết mất là cái gì? Nhìn vậy lúc ngoại nó bị bú ngay nổi ra bụng á. Rồi em cũng thấy em lên, em thấy em la ngoại, không phải em la em như là em nói như vậy sao mà không đi khám bệnh này kia cũng sợ. Bà hai nói đi mổ tiền không út ơi, rồi mổ không biết có sống không, rồi ai nuôi mấy đứa nhỏ này. Em khuyên dữ lắm luôn, không chịu. Khi mà em đi làm rồi á, thì phát lên đau chịu không nổi á. Rồi chạy xuống mẹ em nói là mẹ em cho 3 triệu để đi một bù vô đó, xin vòng vòng á. Đang đi mổ xong rồi đó, là khỏe rồi, giờ cũng nuôi mấy đứa này nữa, cũng nhịn ăn. Nói chung là dành đồ ngon cho mấy đứa cháu không mà. Rồi xong rồi phát bệnh lên. Lúc mà chị em điện qua cho em nói á, là bà hai sao bà bị đốm đốm này kia, bị bầm mình đó anh, kêu đi khám không chịu khám. Em kêu nó đi khám đi, em cho tiền khám, cái cũng không chịu. Nó như là nhờ giả nhiều anh, rồi cũng như giống như là mang ơn nhiều quá, rồi sợ. Rồi nên bà hai không chịu. Rồi mới được mấy ngày đâu. Dạ, đó em nhờ. Em hả? Đây là cháu thứ ba vậy hả? Xe ai cho con vậy? Từ thiện năm. Xe nó cũng từ thiện. Con vô đây nè. Có một bé mới đi học về nữa cả nhà. Vô chào. Vô đây ngồi chú Hiếu nè. Chào chú nè con. Ngồi đây được không? Ngồi đây cũng được. Không thấy ha. Không thấy con ngồi đây kế anh nè. Đi ngồi đây đi. Bỏ dép lại con. Con bỏ dép nè. Kính thưa cả nhà thân mến thì trước mặt cả nhà đây là 5 đứa trẻ mà ngày hôm nay mà Hiếu chia sẻ cái hoàn cảnh này. Tại vì nãy giờ mà mấy đứa nó cũng đi học về cũng hơi lác đác cả nhà, nên là bây giờ mới là đúng chính thức là năm chị em. Năm anh chị em nè.
Rồi sao nữa Tiền? Em kể tiếp cho mọi người nghe tiếp tục câu chuyện đi. Em tên Sòn. Em kể tiếp. Sòn. Dạ. Thì nói chung là bà hai thì nói chung là bệnh là không dám uống thuốc luôn á. Tại dành điều tốt đẹp cho mấy em này thôi. Dạ. Tại vì không tiền rồi nên bà hai sợ. Nếu mà bệnh lên bà hai cũng sợ. Sợ như là có cái vấn đề gì không nuôi được mấy đứa cháu này. Rồi nên ráng chịu đựng, ráng đến ngày chút hơi thở luôn. Lẽ ra là bà hai với lại mẹ thì gói ghém có thể mà nuôi được. Còn bây giờ bà hai mất rồi, còn mình nên mẹ mà phải gồng gánh năm đứa bé như thế này cả nhà. Thì khi mà đăng tải nội dung này lên á, rất mong cả nhà mình cùng với Hiếu đi chung tay đi. Chung tay để hỗ trợ mấy bé này nó được đến trường một cách tốt nhất, để mà sau này nó giúp cho cái tương lai của hai đứa mấy đứa này. Còn em thì đã đi học nghề rồi thì cố gắng học để mà sau này còn lo cho mấy đứa em mình nữa. Mình là anh cả nhất, mình là cái người mà đứng đắn nhất. Thấy không? Chỉ có em là hiện tại em với lại mẹ là gánh vác là đỡ đần cho mấy đứa nhỏ thôi. Em bây giờ mấy đứa nhỏ nó chưa biết gì đâu. Thôi thì cũng cảm ơn cả nhà mình đã xem video này. Và Hiếu cũng rất mong cái video này được chia sẻ rộng rãi đến cộng đồng mạng cả nước, để mà có thể giúp được mấy bé, mấy ché, mấy đứa em này nè, nó được cái đến trường một cách như người ta cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem video này. Anh cũng cảm ơn Sòn nha. Ngày hôm nay Sòn đã chia sẻ cho anh một hoàn cảnh như vậy. Rất là cảm ơn em. Em cũng cảm ơn anh. Em cũng mong mấy anh chị, ông bà cô bác Mạnh Thường Quân thấy hoàn cảnh của mấy em này giúp đỡ. Không có càng nhiều nơi cho mấy đứa này đi học với ngày ăn đủ 3 bữa thôi. Có quần áo mặc này kia, học đến nơi đến chốn mà vậy là nó là hạnh phúc rồi. Chỉ cần cho mấy bé này được đi học đến trường rồi ngày ăn 2-3 buổi được rồi. 2-3 buổi được rồi. Là đã mừng lắm rồi cả nhà. Dạ. Rồi cảm ơn cả nhà mình đã xem video này. Dạ. Chào mọi người đi con. Dạ. Chào cô chú anh chị đi. Con chào mọi người đi con. Con chào.